Chào các bạn, Ami rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay. Các bạn thân mến, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để tránh sự lãng phí thời gian của học sinh, sinh viên và bảo đảm tiến độ cũng như chương trình học, nhiều trường học đã tận dụng những nền tảng kỹ thuật số để hỗ trợ việc dạy và học. Học online là giải pháp thích hợp trong mùa dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, các địa phương, trường học trên toàn quốc đồng loạt cho học sinh nghỉ học, chuyển sang hình thức học online, học trực tuyến qua truyền hình. Dạy học trực tuyến trong tình hình bây giờ là phương pháp tối ưu nhất để giãn cách xã hội, để các em củng cố bài cũ, thu nhập kiến thức mới, là cơ hội mới mẻ để giáo viên hướng dẫn học sinh tự học và thảo luận, để từ đó học sinh có thể tự mình khám phá kiến thức. Để hỗ trợ giáo viên dạy học trong tình hình mới, nhiều trường trên địa bàn tỉnh ta đã nhờ sự ủng hộ của Tập đoàn Viễn thông Việt Nam VNPT cũng như nhờ vào các ứng dụng khác để tạo sợi dây liên kết giữa giáo viên và học sinh cũng như phụ huynh. Trong đợt dịch này, các thầy cô được tập huấn cách sử dụng những phần mềm, ứng dụng hỗ trợ việc giảng dạy trực tuyến. Hướng triển khai bền vững này không chỉ giúp tạo ra một thế hệ giáo viên đáp ứng được nhu cầu phát triển của thời đại, mà còn hình thành nên môi trường giáo dục nơi học sinh được rèn luyện để sẵn sàng bước vào một thế giới không ngừng thay đổi. Trong tình hình dịch bệnh COVID đang bùng phát, lan truyền và vô cùng nguy hiểm như hiện nay, thì việc dạy học trực tuyến trên Internet là hết sức cần thiết. Vì vậy, sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam, của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ, thì nhà trường chúng tôi đã khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến trên phần mềm VNPT e-learning. Và kế hoạch này đã khẩn trương được triển khai đến các tổ chuyên môn cũng như toàn thể giáo viên trong hội đồng sư phạm nhà trường thông qua các cuộc họp trực tuyến. Dịch bệnh đã trao cho chúng ta khoảng thời gian để thúc đẩy giáo dục đi nhanh hơn, và khi dịch bệnh kết thúc sẽ là lúc chúng ta cùng nhau đổi mới từ căn bản để giáo dục có thể thực sự đi xa hơn. Nhằm giúp các thầy cô và học sinh có môi trường học tập online thuận lợi với các công cụ phục vụ tối ưu cho hoạt động học tập, giảng dạy online và làm việc theo nhóm, ngành chức năng đã phối hợp hướng dẫn thầy cô sử dụng các phần mềm dạy học thích hợp. Điều này sẽ giúp các thầy cô vững vàng hơn, không bị bối rối trước tình huống phải thay đổi hình thức dạy học đột ngột hiện tại. Việc thay đổi từ hình thức giảng dạy truyền thống sang trực tuyến trong bối cảnh hiện nay khiến nhà trường và giáo viên đối mặt với lạ lẫm, bỡ ngỡ ban đầu. Những ngày đầu tiên làm quen với giảng dạy trực tuyến, không ít giáo viên gặp khó khăn. Khó khăn đầu tiên của giáo viên khi triển khai phương pháp mới dạy online là cần phải có thời gian để tiếp cận phần mềm. Những giáo viên lớn tuổi phải mất thời gian lâu hơn những giáo viên trẻ để đưa kiến thức đến học sinh mà mình được phân công dạy bộ môn. Sau khi áp dụng vào thực tế, không phải ai cũng có thể thao tác một cách thông suốt ngay từ lần đầu tiên đăng nhập vì những lý do khách quan lẫn chủ quan. Trong quá trình thực hiện, thì về phía nhà trường chúng tôi còn nhận thấy một số khó khăn. Nhiều gia đình phụ huynh học sinh không có máy và không sử dụng mạng Internet. Vì vậy mà chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, một số phụ huynh còn ít quan tâm đến việc học tập của con em mình, ít đôn đốc, nhắc nhở, động viên các em vào học trực tuyến. Ngoài ra, thì một số giáo viên lớn tuổi thì còn gặp khó khăn trong quá trình tập huấn công nghệ thông tin và giảng dạy trên phần mềm. Rồi thời gian đầu tư của giáo viên trong quá trình dạy và giảng thì còn nhiều. Và hiện nay thì thầy và trò của trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du đang thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến trên phần mềm này đã đi vào ổn định. Chính vì thế mà lượng học sinh vào truy cập và làm việc trong các trang mạng nhiều, đòi hỏi đường truyền của tốc độ cần phải mạnh hơn nữa để hạn chế bớt những khó khăn của học sinh và giáo viên khi vào làm việc. Trong thời gian này, chỉ có dạy học gián tiếp mới là phương pháp tối ưu nhất để tạo sự an toàn cho học sinh, thầy cô và toàn xã hội. Thông qua những bài giảng, bài tập được thầy cô đưa lên mạng, các em lại được ôn tập kiến thức cũ, bổ sung kiến thức mới. Các thầy cô vẫn làm việc hàng ngày nhằm đưa những bài giảng hay, hấp dẫn, phù hợp nhất với hình thức giảng dạy mới đến với các em. Tuy vừa phải tiếp thu công nghệ mới,
vừa phải soạn giáo án điện tử mới sao cho phù hợp cách dạy để học sinh dễ hiểu bài nhất có thể. Nhưng các thầy cô giáo của chúng ta vẫn rất hăng say, nhiệt tâm đem kiến thức đến cho học sinh trong thời điểm bắt buộc phải giãn cách xã hội này. Việc dạy học trực tuyến là rất cần thiết. Qua quá trình dạy học trực tuyến thì tôi thấy ưu điểm của cách dạy học này là giúp cho các em có kênh học và ôn tập kiến thức có hiệu quả, gần gũi trong khi học sinh nghỉ học dài ngày, và giữ được cho học sinh cảm giác học, tránh lãng phí thời gian các em ở nhà. Thứ hai nữa là giáo viên và học sinh có thể làm việc tại nhà trong bất cứ thời gian nào trong ngày. Dạy online qua phần mềm e-learning cũng có một số ưu điểm như giúp học sinh tiếp cận với nhiều giáo viên có phong cách dạy khác nhau. Bài học được lưu trên mạng giúp các em học lại mỗi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, quá trình này vẫn bị hạn chế bởi không gian, thời gian, đòi hỏi học sinh chủ động. Bởi vì những bài giảng online là một chiều, học sinh học ở nhà nếu không tự giác và chăm chỉ sẽ không chủ động tiếp thu, nghe xong lại trôi đi. Những bài dạy qua truyền hình cũng khiến giáo viên không thể đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh với học lực khác nhau, không kiểm soát được mức độ lĩnh hội kiến thức của các em. Nhà trường cũng không giám sát việc học của học sinh một cách cặn kẽ. Không biết các em xem clip xong đã hiểu bài hay chưa, có cần thầy cô giảng giải thêm ở điểm nào không, v.v. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện nay, đây là giải pháp tốt nhất để kết nối với học sinh mà vẫn an toàn, đảm bảo việc học không bị ngắt quãng quá nhiều. Thực hiện hình thức dạy học trực tuyến trong giai đoạn hiện nay thì là bản thân tôi còn rất là nhiều bỡ ngỡ, cảm giác trống trải khi không thực hiện được việc quan sát trực tiếp học sinh ở trên lớp, không nghe được phần tranh luận giữa học sinh với nhau. Tuy nhiên thì việc tương tác gián tiếp thông qua việc trả bài của học sinh cũng giúp cho giáo viên chúng tôi cũng được khích lệ hơn, bởi vì mặc dù là không có sự quản lý trực tiếp của giáo viên nhưng nhiều học sinh vẫn học bài đều và làm bài đầy đủ. Vai trò của giáo viên trong quá trình này rất quan trọng. Thầy cô là người tạo môi trường và tình huống để học sinh có thể rèn luyện khả năng tự giải quyết vấn đề thông qua việc tổ chức hoạt động học và dạy. Để làm được điều đó, giáo viên phải nắm vững quá trình nhận thức, thường xuyên cập nhật, chọn bài tập ứng dụng có tính thực tế, liên hệ kiến thức với cuộc sống để hấp dẫn học sinh. Đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm, trong thời gian qua cũng đã thường xuyên tương tác, giữ liên lạc với phụ huynh để động viên, đôn đốc, nhắc nhở học sinh học tập trong thời gian nghỉ. Tôi nghĩ rằng những cái việc làm của chúng tôi trong thời gian qua cũng đã góp phần đồng hành cùng chính phủ, các cấp, các ngành trong việc phòng chống dịch nhằm giúp học sinh duy trì việc học tập trong thời gian nghỉ học cũng như tạo tâm thế vững vàng cho học sinh trở lại trường sau khi kết thúc mùa dịch. Để học trực tuyến đạt hiệu quả, quan trọng nhất là học sinh phải có ý thức học tập, văn hóa sử dụng mạng xã hội. Để hiệu quả, hơn hết vai trò tự học là rất quan trọng. Kỹ năng tự học không phải là đòi hỏi nhất thời trong thời gian dịch bệnh, mà đó là một trong những năng lực tiên quyết của công dân toàn cầu và công dân thời đại số. Vì vậy, ngay từ lúc này, các trường cần quan tâm và chú trọng hơn phương pháp dạy học tích cực để giúp học sinh hình thành năng lực quan trọng này. Trong thời gian nghỉ dịch COVID-19 dài ngày, cô trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ đã tận dụng lập nhóm để cùng nhau ôn tập cho những kỳ thi tài năng tiếng Anh cấp trung học cơ sở. Mỗi ngày các em cùng nhau làm bài tập mới, xem lại bài tập cũ cô đã sửa sai để rút kinh nghiệm học tập ngày càng tiến bộ hơn. Trong quá trình nghỉ dịch thì cô phụ trách của nhóm, tức là cô Trang, là sẽ tập hợp là các học sinh ở trên một nhóm Zalo riêng, là các học sinh sẽ gửi bài của mình vào nhóm để cho cô kiểm tra. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là cô sẽ tổ chức ôn tập qua video để cho học sinh là biết được một phần nữa của cuộc thi, đó là phần thi cá nhân. Ngoài ra thì cô còn gửi bài tập qua email để cho các bạn có thể tải về làm để ôn lại kiến thức. Học trực tuyến được cho là phương thức phù hợp trong mùa dịch, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế về thời gian, không gian trong quá trình học và cả những lý do hoàn cảnh sống của mỗi gia đình, mỗi địa phương cũng khác nhau. Do không có quy định bắt buộc nên việc học online chưa có sự đồng bộ ở tất cả các học sinh. Nhiều gia đình có chủ trương cho con về quê tránh dịch,
cũng có những gia đình không tin tưởng giao máy tính cho con, lại có nhiều học sinh không muốn học mà nhà trường chưa thể kiểm soát hết. Bên cạnh đó, việc học của học sinh còn bị chi phối bởi những yếu tố như khả năng công nghệ thông tin và điều kiện gia đình, thiết bị sử dụng, Internet, v.v. Mặt khác, môi trường Internet vừa thuận lợi cho học tập nhưng đồng thời cũng gây sao lãng bởi có rất nhiều nguồn giải trí có thể tác động trực tiếp đến khả năng tập trung của các em học sinh. Chính vì vậy, các em cùng với cha mẹ cần phải xác định được mục tiêu rõ ràng trong quá trình tiếp cận kiến thức trong hoàn cảnh mới này. Là con có cái chỗ thắc mắc là cái chỗ là ví dụ như mình phương trình này mình trừ phương trình kia thì mình có cần ghi rõ ràng là phương trình 1 trừ phương trình 2 không, hay là mình ghi khi mà nghe được cái tin là nước mình sẽ cách ly xã hội vì dịch Covid-19 thì con đã chuẩn bị cho mình một cái tâm lý là mình sẽ phải tự học để chuẩn bị mọi kiến thức cho mình. Sau đó là con bắt đầu là con lên trên mạng và con tìm kiếm những cái đề thi của trường chuyên các năm trước, các đề thi chuyên của các tỉnh khác, rồi con về và giải ra. Sau đó là trao đổi với các bạn cũng như là trao đổi với một số thầy cô dạy tiếng Anh trên trường con để con biết được là con biết được cái đáp án cũng như là cách giải của mình có đúng hay không. Đây là cơ hội để ngành giáo dục đổi mới chương trình hướng đến phát triển năng lực ở học sinh. Mục tiêu bài học được xác định một cách rõ ràng, cụ thể, để học sinh có thể nắm bắt được rằng mình học điều này để làm gì, nó sẽ giúp ích được gì cho mình. Khi chuyển sang học online, câu hỏi vì sao phải học nội dung này sẽ càng hiện rõ hơn, vì giờ đây chẳng ai ép được các em phải tập trung nữa, tự các em sẽ là người xác định mục tiêu và quyết định việc học của chính mình. Các bậc phụ huynh càng đồng hành, hỗ trợ hơn nữa cho con em học tập trong mùa dịch Covid-19. Vì nếu không có sự giám sát của bố mẹ, nhiều học sinh chưa thực sự tự giác, vẫn học theo kiểu đối phó. Hơn hết, các trường cũng càng có quy định, kiểm tra, đánh giá kết quả học online để mỗi học sinh có ý thức học hơn. Khi không đến trường thì cảm giác rất là nhớ bạn bè cũng như là nhớ thầy cô. Nhưng mà nhờ cái việc học online thì tụi em trong suốt khoảng 2 tháng vừa qua thì không có liên lạc với nhau, nhưng mà nhờ việc học online thì tụi em đã tương tác với bạn bè nhiều hơn để mà hỏi bài cũng như là giao tiếp với nhau để mà củng cố lại kiến thức cũng như là giải bài tập. Học online trong thời điểm bị dịch bệnh tấn công như hiện nay là thử thách bắt buộc ngành giáo dục phải vượt qua, trong đó sẽ có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Những thuận lợi sẽ được phát huy, học hỏi, còn những khó khăn, nhà trường và phụ huynh sẽ dần tháo gỡ. Khó khăn thì cố gắng khắc phục dần để đạt được những thành công mới. Dù sao đây cũng chỉ là giải pháp tình thế trong mùa dịch, nhưng nhân dịp này chúng ta lại đánh giá tốt hơn, chính xác hơn về dạy và học online. Phải nói đây là thời cơ vàng, cho phép học và dạy online là phương pháp dạy học bổ trợ thêm sau thời gian dịch đi qua. Chúng ta đừng nên xem đây là khó khăn, mà chỉ là lửa thử vàng, gian nan thử sức thôi.